Quý chào mừng quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam, một siêu phẩm mới vừa về tại Toyota Tân Cảng Bình Huy các anh chị. Thực sự đây là một chiếc xe anh chị cũng rất là quen thuộc, một chiếc xe thuộc phân khúc hạng D, Toyota Camry, sản xuất vào năm 2022. Tháng 8 năm 2022 thì chủ xe có mua tại Toyota Tân Cảng Bình Huy. Và đến nay thì anh chị biết cây số hiện tại là bao nhiêu hay không? Chỉ có 710 cây số các anh chị. Có thể là anh chị sẽ rất là khó tin, nhưng mà thực sự là như vậy, vì đây là một chiếc xe chủ xe XT các anh chị. Anh chị 721 cây số cho anh chị nha, Euro chuẩn. Và đây là một cái phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất của Camry, là phiên bản Hybrid, vừa kết hợp giữa động cơ xăng cũng như là động cơ điện, cho công suất cũng như là moment rất là ok luôn. Và nhiên liệu thì thực sự với một chiếc xe dung tích động cơ 2.5 lít, nhưng mà nhiên liệu anh chị biết không, chỉ có khoảng đâu đó khoảng 4 lít hơn một tí trên 100 cây số. Rất là ấn tượng đúng không chị? Thì mình sẽ cùng với quý cô chú anh chị mình tìm hiểu về chiếc xe Camry bản 2.50, một chiếc xe thuộc phân khúc hạng D, bản 2.5 Hybrid nha anh chị, chứ không phải 2.50. Bản Q là bản thấp, còn đây là 2.5 Hybrid. Đèn á, thì sử dụng hệ thống đèn LED, full LED chứ anh chị. Đó, anh chị nhìn không, kiểu dáng thiết kế rất là đẹp, đèn cản, đèn LED, và có cảm biến khoảng cách từ phía trước, có tới 4 cảm biến luôn anh chị nha, 4 cảm biến. Và cái đèn này có tính năng tự động bật tắt và có tính năng thích ứng thông minh nữa các anh chị. Tức là nó sẽ chuyển, có thể có chuyển từ chế độ code sang pha, cũng như là pha sân code một cách tự động, phù hợp với cái đường mà quý anh chị sử dụng. Và có trang bị camera 360 độ. Đây anh chị, camera 360 độ ha. Và cái bộ này là một cái cùng với cái radar ở phía trên nữa chị, thì nó sẽ có tính năng là cảnh báo va chạm. Tức là khi anh chị mà có chạy mà nó có cái trường hợp mà sắp va chạm với phương tiện ở phía trước anh chị, nó sẽ cảnh báo. Nếu anh chị mà không có thắng lại thì nó sẽ tự động phanh luôn. Rất là hiện đại anh chị, Camry 2.5 bản Hybrid. Khe hở dưới các chi tiết này, màu này là màu đen, có ánh kim tuyến, rất là đẹp. Và vỏ còn nguyên bản theo xe và còn rất là dài, mới có 710 cây số, 721 cây số thôi anh chị. Thực sự vỏ này là 235-45 R18, mâm 18 in, đa chấu, rất là đẹp. Và gương thì anh chị biết rồi, camera 360 độ, tôi cũng chưa nói rồi. Gương này thì có tính năng là chống bấm nước, rồi có cảnh báo điểm mù, này có đèn này anh chị, cảnh báo điểm mù, rồi cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau, đấy. Và có nhớ vị trí gương, gặp gương tự động luôn, và có công tắc ra và cửa thông minh. Thì cái này Huy cũng muốn là giới thiệu cho anh chị chủ yếu về cái tính năng của chiếc Camry này thôi, chứ còn thực sự là Camry với một chiếc xe đi có 721 cây số thôi, thì thực sự về nước sơn rồi về gầm bệ mọi thứ thì chắc Huy sẽ không có nói nhiều. Huy chỉ giới thiệu cho anh chị xem Camry phiên bản Hybrid này có gì. Khởi động bằng nút bấm start up, anh chị không nghe tiếng nổ luôn đúng không? Hiện tại thì hệ thống điện đang làm việc. Mình đóng cửa lại ha. Phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức ngày 3 tháng 2 vừa qua. Cái đầu DVD rất là lớn luôn anh chị. Nó có, mình có thể là quan sát camera 360 độ luôn nha. Đấy, camera dè ha, xung quanh của xe. Rồi đây là mặt đồng hồ tắp lô, rất là đẹp các anh chị. Phối hợp giữa điện và xăng, nó thể hiện những cái thông số, rất là nhiều những thông số trên này. Hệ thống đèn thì tự động như Huy chia sẻ, có tính năng là thích ứng thông minh. Còn vô lăng thì ba chấu và chỉnh điện nha anh chị, bốn hướng chỉnh điện. Rồi có đàm thoại đánh tay nè, điều khiển giọng nói nè, đàm thoại đánh tay, điều khiển giọng nói, rồi điều chỉnh âm lượng này đủ hết. Còn ở trên bên phần tay phải của vô lăng thì có chế độ cruise control ga tự động các anh chị, nhưng mà nó có tính năng nữa rất là hay luôn, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện ở phía trước, có tính năng cảnh báo chệch làn đường và giữ làn đường luôn các anh chị. Tức là khi anh chị chạy mà giống như trường hợp mà anh chị
mà không xi nhan mà anh chị mà bị lọt sang làn đường bên cạnh, nó sẽ cảnh báo cho anh chị và nó sẽ đánh một cái lực nhẹ lên vô lăng để giúp cái xe di chuyển sang cái đường mà anh chị đang sử dụng, đang chạy. Đấy. Cái vô lăng này chủ xe trang bị cũng một vô lăng xịn luôn á chị. Đúng là đẳng cấp của Camry. Sử dụng đồ toàn xịn không à. Cái này là anh chị nhìn nào. Chưa tháo ra luôn anh chị. Nội thất còn thơm mùi nội thất của xe mới luôn. Đó, và có cửa sổ trời hết nha anh chị. Đây cửa sổ trời này. Đó, cửa sổ trời. Đây anh chị. Đây cửa sổ trời này. Thì với một cái chiếc xe đó, mình có thể mở ha, mở đóng. Đó, còn đây mình mở đi, mở thẳng luôn nè chị. Đấy. Đó. Nhìn rất là ok ha. Đóng lại. Rồi. Đó, xe còn đẹp lắm chị. Đó, còn vị trí mà vô lăng, vị trí cần số nè. Đấy, anh chị thấy ha. Đó, cần số. Hộp số thì có chế độ Eco, chế độ Normal và chế độ Sport nha. Rồi có giữ thắng luôn, kích hoạt chế độ điện ha. Rồi thắng tay. Đấy, thắng tay anh chị ha. Rồi có ổ lấy điện nè. Ok, hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập nha anh chị. 3 vùng độc lập tức là bên tài, bên phụ và phía sau riêng biệt nhau luôn. Đấy, khởi động bằng nút bấm Start Up. Thực sự là với một chiếc xe Camry thì như anh chị biết ha, không cần không có rất là nhiều những cái tính năng ở trên cái đầu DVD mà Huy sẽ giới thiệu cho quý anh chị mình sau ha, khi anh chị nào đến xem xe. Rồi có những cái tính năng này Huy thấy rất là hay luôn, ngoài những tính năng mà Huy chia sẻ là mở cốp bằng nút nhấn bằng điện các anh chị. Rồi cái này là đèn thích ứng thông minh đấy các anh chị. Ok, rồi còn cái này là mình anh chị nhìn nào. Đấy. Camera 360 độ nó sẽ quét xung quanh xe cho anh chị. Thấy không? Đó, nó chết kiểm tra xung quanh. Đó. Ok ha, quá đẹp anh chị. Thì xe sẽ có rất là nhiều cảm biến xung quanh xe, vừa báo tính năng an toàn cũng như là hiển thị những cái phương tiện xung quanh, những cái chứng ngại vật xung quanh cho anh chị để anh chị nắm. Đó, bằng đạp thắng, bằng đạp ga này. Anh tí Huy cho anh chị xem về phần động cơ luôn. Còn này là cái chống trai. Đó, anh chị nhìn nè, những cái miếng keo như này chủ xe còn dán hết luôn mà. 2022. Và xe này anh chị bảo hành tới 5 năm lận. 5 năm nha anh chị. Là tới 2027 luôn, tháng 8 2027. Đấy, tapi cửa nè. Đó, những cái miếng keo này chủ xe còn giữ nguyên luôn. Đó, gương gập điện và có hai vị trí nhớ ghế này, vô lăng và gương nha anh chị. Và gương này còn một tính năng nữa, khi anh chị mà anh chị cài số dè, gương sẽ tự động gập lại. Gập xuống một tí xíu chứ không phải gập lại các anh chị. Gập xuống một tí xíu. Đấy, anh chị nhìn không? Đẹp không? Đó, những cái đẹp như này, mặt chrome này. Của hãng á anh chị, đắt tiền lắm. Đây. Thông số tiết kiệm nhiên liệu 2.5 ha. 4.4 lít kết hợp 4.9 lít trong đô thị và 4.3 lít ở ngoài đô thị các anh chị. Quá tiết kiệm nhiên liệu đúng không? Có rèm che nắng ở phía sau này. Rồi, đấy. Chắc xe thì thực sự xe này với một cái chiếc xe thực sự quá tuyệt vời. Cửa rồi đóng rất là chắc luôn. Đấy, ghế này. Ngồi sướng lắm chị ơi, Camry ngồi rất là đã luôn, rộng rãi khoảng để chân này. Rồi khoảng cách từ đầu của Huy cho đến trần xe. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái. Đó, cửa gió cho hàng ghế phía sau. Và xe này anh chị biết không? Cái cửa gió thì ở vị trí này và chúng ta có thể điều chỉnh được ha, điều chỉnh được anh chị. Đây nè, điều chỉnh được độ ngã của ghế nè. Đấy, rồi điều chỉnh được cái rèm che nắng phía sau luôn. Rồi nhiệt độ ở phía sau luôn anh chị. Trời ơi, những miếng này càng như thế này vẫn còn nguyên luôn hả? Vị trí để ly cà phê, ly nước sử dụng anh chị. Xe này không khác gì xe mới các anh chị. Mà khi mà anh chị mua chiếc này anh chị biết không, tiết kiệm được rất là nhiều khi so với việc anh chị mua chiếc xe mới. Vì xe mới anh chị bây giờ anh chị đặt lâu mới có, tới tháng 10 mới có lận. Đây, xuống vị trí này chỉnh ghế anh chị bằng điện này. Đó, mà anh chị mua chiếc xe này anh chị tiết kiệm đâu đó 200 ngoài
so với việc anh chị mua chiếc xe mới. Giá thì là 1 tỷ 410 triệu. Còn xe mới á, thì hiện tại anh chị mua lăn bánh này nọ hết luôn á, thì nó phải trên nhau là khoảng phải 200 ngoài đó anh chị. Đấy, thì Huy thấy là anh chị mua chiếc xe này anh chị tiết kiệm quá tiết kiệm luôn. 4 cảm biến khoảng cách từ phía sau, 4 cảm biến khoảng cách từ phía sau, nó gầm bệ nè anh chị thấy không, quá tuyệt vời. Một chiếc xe mới đi được có 700 mới có 710 cây số thôi, 721 anh chị. Còn cốp đựng hành lý thì thôi khỏi phải lăn tăn gì rồi, quá rộng rãi, rộng rãi lắm các chị. Còn đồ nghề thì chắc chắn là chưa chưa sử dụng rồi đó, xe cua thì chưa chạm đất đấy anh chị nhìn nè. Ok, thì không khác gì xe mới là bao nhiêu. Thì đây là một trong những cái mẫu xe mà bên Huy mới vừa mua về, thì Huy cũng giới thiệu sơ cho anh chị và các bạn mình nắm ha. Nếu như mà có nhu cầu về sản phẩm này thì anh chị liên hệ ha, để Huy có thể tư vấn cho anh chị được rõ hơn. Ok, về ngoại thất, nội thất và một số những tính năng như Huy chia sẻ, thì anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì liên hệ sớm để Huy có thể hỗ trợ tốt cho quý anh chị. Anh chị mua những chiếc xe này về đi anh chị, mình tiết kiệm được rất là nhiều rồi. Và Camry thì anh chị biết rồi, bền bỉ, giữ giá tốt, và đặc biệt là chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ nha anh chị. Anh chị nào mà kêu sử dụng Camry giá nó cao thì chắc bảo dưỡng bảo trì này nọ nó cũng đắt, nhưng mà thực sự Camry rẻ nha anh chị nha. Anh chị nào mà đã sử dụng Camry rồi anh chị biết ha. Đang nổ điện anh chị, nổ rất là êm luôn đó. Anh chị mà chạy những cái động cơ điện như thế này anh chị tiết kiệm được rất là nhiều, và đi nó rất là êm ái luôn. Khả năng vận hành tuyệt vời, công suất cũng như là mômen xoắn tuyệt cao. Thì với một trong những cái điểm mà chiếc xe Camry này có được, và với giá thành so với việc sở hữu một chiếc xe mới, thì anh chị mua chiếc xe này về anh chị sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Quên nói cái nữa là có cảm biến áp suất lốp nha anh chị, cảm biến áp suất lốp thì anh chị sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Thì anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe này cần sự hỗ trợ từ phía ngân hàng, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý của chú anh chị mình vay lên đến 75% luôn đó anh chị. Thì anh chị cứ liên hệ Huy để Huy có thể tư vấn cho anh chị được rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục. Còn bên Huy thì cam kết với anh chị không bị đâm đụng, không bị ngập nước, 721 cây số ô tô chuẩn luôn, và không có một cái vấn đề gì lăn tăn mà khiến anh chị lo lắng cả. Mua xe lướt tiết kiệm được rất là nhiều, và giá thì nó sẽ rẻ hơn so với xe mới rất là nhiều luôn, là một trong những cái điểm mà hiện tại chiếc xe này mang lại cho quý anh chị. Và anh chị mua xe mới á, là anh chị phải đặt rất là lâu mới có. Còn xe này anh chị cần thiết thì bên Huy có thể giao cho anh chị sau khi mà làm Marukuri làm đẹp xong. Ok, và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo nha. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để Huy có thể gửi đến cho quý cô chú anh chị những sản phẩm mới về tại công ty, để anh chị mua về sử dụng cho gia đình mình ạ.